could be us. So back to what I was saying. Could be us. Vợ cũ Băng Kiều Trích Di Phương Trinh bị bác sĩ cấm khẩu một tháng, nguyên nhân là gì? Vợ cũ Băng Kiều bất ngờ bị khang giọng và bị nghi là đã mắc chứng trào ngược dạ dày. Mới đây, vợ cũ Băng Kiều đã bất ngờ bị khang giọng nghiêm trọng và bị nghi là đã mắc chứng trào ngược dạ dày. Trích Di Phương Trinh đã đến gặp bác sĩ để chẩn đoán bệnh. Kết quả là, nữ ca sĩ đã bị bác sĩ cấm khẩu hẳn một tháng. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Trích Di Phương Trinh chia sẻ: hôm nay đi gặp bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ đã chính thức ra lệnh cấm không cho dùng giọng nói trong một tháng. Bình thường giọng mình đã khàn rồi mà trong vòng mấy tuần qua giọng nói càng khàn hơn, có lúc còn bị đau rát. Bác sĩ nói là vì mình dùng giọng quá nhiều và có thể là bị bao tử làm ở chỗ nên nó làm ảnh hưởng đến dây thanh quản. Bác sĩ cấm nói, cấm uống cà phê, cấm uống rượu, cấm ăn cay, cấm ăn chua, cấm ăn đồ chiên. Vừa nghe đến đó mình liền hỏi, cấm hết vậy rồi còn gì ngon để ăn hả bác sĩ? Bác sĩ cười nói muốn hết khàn giọng thì phải vậy thôi. Trong vòng mấy tuần nữa bạn bè ai cần gì thì nhắn tin nhé, đừng gọi trừ khi có trường hợp khẩn cấp như là cháy nhà. À mà thôi, có cháy nhà thì gọi cho sở cứu hỏa chứ gọi tôi làm gì. Chia sẻ của vợ cũ Băng Kiều đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận. Nhiều người đã đồng cảm với nữ ca sĩ và khuyên cô làm theo chế độ kiêng cữ trong thời gian điều trị. Dù ly hôn đã lâu nhưng mối quan hệ của Băng Kiều và vợ cũ vẫn luôn được công chúng hết lời ngợi khen bởi sự văn minh, tử tế. Không chỉ cùng nhau nuôi dưỡng và chăm sóc các con chung, họ còn quan tâm và tiếp tục đồng hành với nhau trong cuộc sống, đặc biệt là phụng dưỡng và chăm sóc bố mẹ hai bên.